Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách gấp phi tiêu 4 chấu. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình là hai mảnh giấy hình vuông. Các bạn muốn chọn màu nào cũng được, tùy. Bây giờ chúng ta bắt đầu gấp nha. Thì đầu tiên thì chúng ta gấp đôi tờ giấy để lấy dấu trước. Sau đó chúng ta mở ra và chúng ta gấp đôi lại một lần nữa cũng để lấy dấu. Chúng ta đã được hai đường dấu cắt nhau. Tiếp theo chúng ta gấp cạnh dưới và cạnh trên lại với nhau sao cho tùng lên cái đường mà chúng ta vừa lấy dấu. Sau khi gấp như thế này xong rồi, chúng ta gấp đôi tờ giấy lại, chúng ta để nó sang một bên. Chúng ta tiếp tục gấp tới tờ giấy thứ hai. Thì tờ giấy thứ hai này các bạn cũng làm tương tự như vậy. Sau khi gặp hai tờ giấy lại với nhau thì các bạn để xuống, các bạn nhớ để là cùng hướng nha các bạn, để giống mình vậy. Chúng ta lấy tờ giấy thứ nhất, chúng ta gặp cái góc, gặp từ bên trái qua, chúng ta gặp phía trên xuống. Còn bên đây thì ta gặp ở dưới lên. Còn mảnh giấy tím thì chúng ta làm ngược lại. Chúng ta bắt đầu gặp từ dưới lên. Sau đó bên đây thì cũng vậy, gặp từ trên xuống, ngược lại với cái mảnh giấy thứ nhất. Sau khi gấp các góc lại xong, chúng ta tiếp tục là lấy tờ giấy tím, chúng ta gấp từ trên xuống. Các bạn để ý là các góc chúng ta gấp lại với nhau là một cái hình tam giác vuông căn, các bạn cứ gấp về cái góc nhỏ là đúng. Các bạn gấp sao cho hai cái mí này nè nó liền với nhau là được rồi. Còn bên đây thì chúng ta gấp ngược lên. Còn mảnh giấy này thì chúng ta cũng gấp tương tự như vậy, mà nhưng chúng ta gấp ngược lại từ dưới lên.
Bên đây thì chúng ta gấp từ tên xuống. Sau khi gấp xong thì chúng ta thấy ngay giữa của hai mảnh giấy có cái đường chéo. Lấy cái mảnh giấy tím, chúng ta lật ngược lại và chúng ta lòn phía dưới của cái mảnh giấy xanh. Ta tiếp tục lấy cái mảnh giấy tím chúng ta gấp. Các bạn nhớ là gấp sao cho nó nhọn góc nha các bạn. Sau đó chúng ta cho vào tông cái mảnh giấy xanh. Bên đây thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Chúng ta gấp lại và cho vào phía tông mảnh giấy xanh. Sau đó chúng ta lật lại và chúng ta gấp cái mảnh giấy xanh cho vào tông cái mảnh giấy tím là chúng ta hoàn thành một cái phi tiêu bốn chấu. Như vậy là mình vừa mới chia sẻ xong cho các bạn là cái cách gấp phi tiêu. Nếu các bạn thích video này, các bạn cảm thấy cái chia sẻ của mình dễ hiểu thì các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn thành công.